Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển Campuchia Lào Việt Nam CLV lần thứ 9 tại thành phố Siem Reap, Campuchia. Tham gia hội nghị còn có Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen và Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit. Phát biểu tại buổi khai mạc, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen nhấn mạnh hội nghị lần này là cơ hội đánh giá kết quả hợp tác giữa các quốc gia thành viên, đồng thời là dịp để khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao ba nước đưa quan hệ hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam ngày càng phát huy hiệu quả, đi vào chiều sâu, hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Hội nghị cũng là cơ hội để tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ truyền thống giữa ba nước. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tầm quan trọng của hợp tác CLV trong xây dựng và triển khai các chính sách phát triển kinh tế, đồng thời bảo đảm an ninh, ổn định xã hội và sự no ấm, hạnh phúc của người dân ba nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cùng với sự hình thành của cộng đồng kinh tế ASEAN, quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện Campuchia, Lào, Việt Nam ngày càng gắn kết chặt chẽ, hiệu quả. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 7 đề xuất của Việt Nam để ba nước phối hợp nhanh chóng triển khai trong thời gian tới, gồm xây dựng cơ chế để phương tiện đăng ký tại các tỉnh thuộc khu vực tam giác phát triển CLV được đi lại thuận tiện trong khu vực không hạn chế về số lượng, thực hiện mô hình kiểm tra một cửa một lần dừng tại cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài Việt Nam Bà Vẹt, Campuchia trong năm 2017, thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ giữa đại diện các cơ quan của chính phủ Campuchia, Lào, Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp đầu tư vào ba nước để kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp.